Nữ ca sĩ VIP bị tố giật chồng, nhân tình là đại gia nổi tiếng ăn chơi, cùng đón sinh nhật ở gì sọt hạng sang. Bỗng có thông tin chấn động về một nữ ca sĩ giật chồng đàn trị, chuyện thế nào đây? Bắt đầu từ sáng ngày 19 tháng 3, mạng xã hội bỗng dâm gian thông tin về một cô ca sĩ gen Z nào đó giật chồng đàn trị. Theo những thông tin ít ỏi được chia sẻ dài rác trên mạng, có thể tóm tắt một chút về nhân vật chính trong bài này như sau. Bản thân nữ ca sĩ nói trên là một mỹ nhân giỏi giang, hát hay, thậm chí còn đạt được thành tích khá ấn tượng trong một cuộc thi âm nhạc. Cô nàng có một lịch sử đời tư khá trong sạch ngoại trừ mối tình ồn ào với chàng ca sĩ trẻ đình đám vip. Điều đặc biệt hơn cả, dù tài năng là thế nhưng dạo này cô không hoạt động nghệ thuật nhiều như trước, có thể là do dịch bệnh hoặc một lý do nào khác rất khó giải thích. Và để lấp đầy khoảng thời gian trống vì dừng hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ này chọn cho mình một bộ môn thể thao để giải trí cực kỳ sang chảnh đó là gôn thay vì tỏa sáng trong bộ đồ lung linh. Cầu kỳ như lúc đi diễn, dạo gần đây nữ ca sĩ này cứ khiến netizen trầm trồ mãi bởi vẻ ngoài thanh thuần trong những trang phục sân gôn, check-in ở bãi cỏ xanh ngát. Chắc sẽ có người thắc mắc vì sao lại là gôn đúng không? Theo hội bạn thân hóng hớt được, sân gôn chính là nơi hẹn hò lý tưởng của nữ ca sĩ và anh chàng đại gia, chồng của đàn chị VIP nói trên đấy. Cơ mà theo netizen cho biết, nếu theo dõi Instagram của cô nàng, chắc không ít người sẽ phần nào ghen tị với cuộc sống giàu có, sang chảnh đáng ao ước của cô. Liên tục du lịch sang chảnh, mua đồ hiệu đắt đỏ. Dạo gần đây, cô còn tậu chiếc xe hơi xịn sò có giá tận 13 tỷ. Netizen cho rằng, nữ ca sĩ này vốn sở hữu gương mặt xinh xắn, thế nhưng khoảnh khắc cô khoe sắc bên chiếc xe 13 tỷ mới thực sự lấp lánh nhớ. Đặc biệt, theo thông tin mà chúng tôi nghe được, nhân tình, người mà cô này hẹn hò chính là một vị đại gia nước tiếng của Vít. Anh nổi tiếng là người đam mê siêu xe và gôn. Một hôm đẹp trời, đích thân anh còn bay đến vùng sâu vùng xa nọ để mừng sinh nhật tình nhân. Cả hai hẳn đã có một bữa tiệc mừng ấp ấp, lãng mạn tại gì sọt hạng sang sau đó. Vậy mới thấy độ yêu chiều của anh dành cho nữ ca sĩ này là không phải dạng vừa. Chuyện đến đây tạm dừng nhé để hội bạn thân đi hóng tiếp đây cảm ơn các bạn đã xem video các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé xin cảm ơn